Và ngay sau đây em xin được giới thiệu toàn bộ các mẫu xe. Xin chào quý anh chị và các bác, ngày hôm nay thì em Chuẩn rất là vui mừng khi được gặp lại quý anh chị khách hàng yêu mến cũng như là các bác khách hàng đã luôn quan tâm và ủng hộ Trung Thực Auto bên em. Và ngày hôm nay thì em Chuẩn đang có mặt tại Trung Thực Auto chi nhánh Bình Dương, và bên em thì luôn có địa chỉ tại số 709 đường DT743B, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha các bác nhé. Và hotline của bên em là 0964 399 222. Và ngay sau đây em xin được giới thiệu toàn bộ các mẫu xe đang có mặt sẵn tại showroom Trung Thực Auto Bình Dương bên em nhé. Bắt đầu từ hàng đầu tiên đi ạ. Đây là một mẫu xe Honda CR-V chị nhé, Honda CR-V phiên bản 2.0. Em này thì sản xuất và đăng ký lần đầu là 2015 anh chị này. Cái màu này là anh em gọi là màu titan anh chị ạ, màu titan. Chiếc này thì bên em cũng đã có một bác khách tạm nhận cặp rồi anh chị nhá. Em cũng giới thiệu là em đang còn một chiếc bản 2.4 2015 cao hơn. Bản này là bản thiếu này, bản 2.0. Còn một bản cao hơn là bản 2.4 cũng gần như là như thế này các bạn, nó chỉ khác một chút thôi. Khác về động cơ, khác về la răng. Và em này thì và cái em 2.4 ấy, 2015 ấy, thì có mức giá là hơn 500 triệu một chút đấy chị nhá. Chừng nào mà có xe thì em sẽ báo lại cho anh chị một video chi tiết trên kênh của Trung Thực Auto Bình Dương ạ. Tiếp theo em đang có một chiếc Hyundai Santa Fe này. Em này thì có màu xanh Kamasa anh chị nhá, rất là hợp với các bác mệnh thủy này. Em này là phiên bản máy dầu bản full cao cấp nhất anh chị ạ. Sản xuất và đăng ký lần đầu là 2022. Xe thì đã lăn bánh được 22.000 km rồi. Và mức giá hiện tại bên em đang chào bán niêm yết chỉ có 1 tỷ 156 triệu đồng thôi. Bây giờ nếu mà mua phiên bản máy dầu bản full này, anh chị sẽ phải bỏ ra đâu đó khoảng gần 1 tỷ tư nhá. Gần 1 tỷ tư cho xe mới. Xe cũ đi lướt một năm chúng ta cũng tiết kiệm được một khoản tiền khá rồi đúng không ạ? Bây giờ chỉ có 1 tỷ 156 triệu đồng thôi. 2 vạn km anh chị nhá. Rồi. Kia Sportage là một mẫu xe em vẫn đang còn đây. Em này màu nâu hơi kén khách một chút anh chị ạ. Nếu anh chị nào yêu thích hay là hợp mệnh cái màu đo này thì đừng ngần ngại, hãy alo từ hotline của bên em nhé, 0964 399 222. Kia Sportage phiên bản bản này là bản gì nhỉ, dẫn động một cầu, bản X-Line anh chị nhá, dẫn động một cầu X-Line. Nó chỉ có khác biệt một chút ở phần mặt ca lăng của em này thôi đúng không ạ. Sản xuất và đăng ký lần đầu là 2022. Xe đã lăn bánh được 15.000 cây rồi, một mức ô tô cũng rất là ít đúng không ạ, 15.000 km. Và mức giá hiện tại thì bên em đang niêm yết dành cho em này là 888 triệu đồng anh chị nhá, màu nâu. Màu nâu. Tiếp tục, em này là Hyundai Santa Fe 2018 và đăng ký lần đầu là 2019, máy dầu bản đặc biệt, tức là bản giữa của phiên bản lựa chọn máy dầu đấy anh chị ạ. Xe lăn bánh được 69.000 km rồi, lịch sử đầy đủ anh chị nhá. Và có mức giá hiện tại bên em đang để là 838 triệu đồng thôi. Anh chị có ngay một mẫu Hyundai Santa Fe, cái form này là form 2018 này, 2019 này, 2020 đúng không ạ? Thậm chí là đầu năm 2021 luôn, vẫn là cái form này. Cuối năm 2021 bắt đầu cái form mới chị nhá. Rồi. Một mẫu crossover gầm cao hạng B này, em đang có trong cái tầm tiền 500 triệu thì anh chị có thể sở hữu ngay một em Kia Sonet anh chị nhá. Logo form mới này, 2022. Em này thì đã lăn bánh được 13.000 km rồi. Và mức giá hiện tại bên em đang chào bán chỉ có 506 triệu đồng thôi chị ạ, 506 triệu đồng thôi. Và em này thì là được cái là có biển thành phố anh chị nhá, biển thành phố, một chủ sử dụng từ mới, màu trắng đó. Tiếp tục, với 500 triệu anh chị cũng có thể cân đo đong đếm và đặt lên bàn cân một em đến từ thương hiệu nhà Mazda này, Mazda CX-3. Em này thì hay ví von là Mazda 2 gầm cao thôi chị ạ, Mazda 2 gầm cao. Em này thì có điểm đặc biệt là cái màu ngoại thất này, cái màu xám xi măng nhìn rất là cá tính và độc đáo anh chị nhá. 35.000 km là ô tô của em này. Và xe thì đã sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021 anh chị nhá, 509 triệu đồng là mức giá bên em đang niêm yết dành cho em CX-3 này, Mazda CX-3 này. Rồi tiếp tục, về CX-5 đi. CX-5 một mẫu hạng C đúng không ạ. Em này thì 2020 này, bản 2.5 Premium gần cao cấp nhất anh chị nhá. Bản cao cấp nhất của em này nó sẽ là 2.5 nhưng mà là dẫn động hai cầu cơ. Em này thì là dẫn động cầu trước thôi. 36.000 cây, một chủ sử dụng từ mới này. 2020 đăng ký lần đầu 2021. Mazda CX-5 mức giá bây giờ thì bên em đang để là 728 triệu đồng. Em này là đăng ký lần đầu là 2020 anh chị nhá, em nhầm một chút. 2020 đăng ký lần đầu cũng là 2020 luôn, 2.5. Đó. Dẫn động cầu trước này, 728 triệu đồng, 36.000 km anh chị nhá, 36.000 km. Đây,
em có 3 lựa chọn của 3 hãng xe đứng đầu trong cái phân khúc của thị trường Việt Nam đây. SUV gầm cao 7 chỗ, đó, Fortuner đến từ Toyota, Everest đến từ hãng Ford đúng không? Và Pajero Sport đến từ Mitsubishi. Đầu tiên là em Toyota này đi. Đây là Toyota Fortuner phiên bản máy dầu một cầu số tự động anh chị nhá. Sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021. Form mới đây này. Form mới. Anh chị có thể nhìn thấy form mới đây, mặt ca lăng là sẽ thể theo phần nhựa đen này nhá. Đèn thì nó nhỏ hơn full LED đúng không ạ? Đấy là những cái điểm mà dễ nhận biết nhất của cái form mới này. Nó bắt đầu là facelift lên một chút từ cuối năm 2020 anh chị nhá. Đây là 2021. Màu này là màu nâu anh chị nhá. Không biết là anh chị nhìn trên video thì có dễ dàng nhận ra không, chứ đây đó là cái màu nâu. Màu nâu. Hiện tại mức giá dành cho em này thì chỉ có loanh quanh khoảng tầm 939 triệu đồng cho anh chị nhá. Loanh quanh khoảng đó. Vì xe mới về bọn em cũng chưa đặt bảng giá niêm yết này đâu. Tuy nhiên là em sẽ báo khoảng cho anh chị nhá. Đây. Đây bên tất cả các mẫu xe về này nó sẽ có cái bảng thông tin xe chi tiết này. Em này thì vừa mới về, em chưa kịp cập nhật. Ô tô của xe là 22.000 cây chị nhá. 2.2. Máy dầu một cầu số tự động. Tiếp tục. Máy dầu một cầu số tự động bản titanium, tức là bản cao cấp nhất đấy của Ford Everest. Em này thì là sản xuất và đăng ký lần đầu là 2019. Mức giá bây giờ bên em đang để chỉ có là 839 triệu đồng thôi anh chị nhá. 839 triệu đồng. Everest bản titanium thì rất là hoành tráng và hồng hối đúng không ạ? Màu đỏ anh chị nhá. Cái màu đỏ này so với cái màu đỏ của Pajero Sport này anh chị có thể nhìn qua video. Thực tế thì em nhìn cái màu đỏ này là màu đỏ kiểu đỏ cam anh chị nhá. Nó sẽ tươi hơn. Màu đỏ này sẽ là màu đỏ đô, giống son môi của chị em ấy, màu đỏ đô đúng không? Để các bác dễ hình dung ra khi mà các bác kết hợp xem video của em chuẩn nhá. 2019 này, em Pajero Sport này cũng là 2019, cũng là máy dầu, cũng một cầu, cũng số tự động. Nhưng mức giá của em này thì cực kỳ giật mình luôn. Đây là 839 triệu cho Everest nhá. Em này thì chỉ có là 775 triệu thôi anh chị ạ. Tức là chênh nhau đâu đó là 25 cộng 40 là khoảng 65 triệu anh chị nhá. 65 triệu. Cùng đời cùng bản. Cũng là máy dầu, cũng là số tự động, nhưng mà Pajero Sport thì được thị trường Việt Nam chúng ta không được ưa thích, ưa chuộng bảng Everest, nên là cái mức giá khi mà đã qua sử dụng của em này nó tụt khá là sâu anh chị nhá, khá là sâu. 775 triệu đồng. Và chênh nhau 65 triệu đồng. Nếu là các bác vẫn chọn Everest hay là các bác chọn Pajero Sport thì mời các bác cùng ghé qua showroom bên em, cùng xem trực tiếp và cùng lái thử cả hai mẫu xe này để các bác có thể đưa ra được quyết định một cách hợp lý nhất, chuẩn xác nhất các bác nhá. Toyota Rush thì hiện tại bên em đã bán chiếc này rồi. Tuy nhiên là em sẽ giới thiệu qua cho các bác nhá. Đây là Toyota Rush phiên bản sản xuất 2021 và đăng ký lần đầu là 2022. Ở đây thì chỉ được thị trường Việt Nam ấy sẽ là nhập khẩu và phân phối duy nhất một phiên bản thôi. 1.5S anh chị nhá. Em này thì bên em đang để mức giá niêm yết là 569 triệu đồng. Tuy nhiên trước khi em quay video này thì đã có một bác khách hàng bác ấy đặt cọc cho bên em rồi. Tuy nhiên em đang có một chiếc cũng màu nâu như thế này, cũng là Toyota Rush. Chiếc đó là 2020 và cũng đang trên đường về các bác nhá. Và mức giá dành cho em Toyota Rush đó thì em bên em cũng loanh quanh tầm khoảng 540 triệu thôi anh chị ạ. Khoảng đó. Thì nếu mà khi nào mà xem về em sẽ quay chi tiết cho các bác sau nha. Rồi. Tiếp tục đi ạ. Có Sorento. Sorento một chiếc xe 7 chỗ cũng dòng SUV đi ạ. Khá là khỏe và cực kỳ rẻ đúng không ạ? Cực kỳ rẻ. Form cũ này bây giờ giá hợp lý lắm các bác ạ. Cũng rất là nhiều trang bị option tính năng hiện đại anh chị nhá. Đầu tiên là em có một chiếc này là Sorento 2016 phiên bản máy dầu bản full cao cấp nhất. Em này thì đã lăn bánh được 10 vạn km rồi. Odo thì 2016 đến giờ đi 10 vạn là tương đối một chút, nhưng Odo này là Odo chuẩn anh chị nhá. Chứ không phải là bọn em để một cái mức Odo hợp lý để các bác lên coi xe được các bác cảm thấy không hài lòng. Bên em là có sao bán vậy thôi. 588 triệu đồng là mức giá bên em đang niêm yết dành cho em Sorento 2016 máy dầu bản full này. Đấy, bản full này anh chị có thể nhìn thấy, thứ nhất là cái phần nắp của xe nó sẽ rất là đẹp, nó có cửa sổ trời toàn cảnh này. Cái thứ hai là nó có thêm cái phần trang bị ở mặt đầu xe để tính năng rửa đèn pha anh chị nhá. Trên bản full máy xăng hay máy dầu mới có những cái tính năng đó thôi. Còn lại thì bản thiếu như em này đi. Em này là 2016 máy xăng nhưng chưa phải bản đủ nhá. Thì mức giá nó rất là hợp lý này, chỉ có 526 triệu đồng thôi. Và Odo của xe đi cực kỳ là ít, 35.000 cây và km này là km chuẩn anh chị nhá. Đó. Về bản thiếu này thì hai cái thứ mà em chuẩn thấy khác biệt lớn nhất đó chính là cái tính năng rửa đèn pha này, anh chị có thể dễ dàng thấy này là không có nhá.
cửa sổ trời toàn cảnh là cũng chưa có anh chị nhá. À, anh chị nhìn thấy không, nó sẽ không có cái phần kính đen cửa sổ trời toàn cảnh như là em máy dầu bản full kia đâu, đúng không? Kể cả máy xăng bản full thì nó cũng có, nhưng máy dầu thì bản full thì máy xăng bản thiếu thì nó sẽ chưa có đâu ạ. Tiếp tục, em đang có một chiếc Honda CR-V, bản này là bản G, sản xuất và đăng ký lần đầu là 2020. À, em này thì lăn bánh được 50.000 cây rồi, và mức giá bây giờ bên em đang để dành cho em này chỉ có 775 triệu đồng thôi, 50.000 cây 2020 anh chị nhá. À, cũng odo tương đối thôi, nằm trong cái mức tiêu chuẩn, không quá nhiều đâu anh chị ạ. À, ngay trên bản G này thì một số các cái điểm khác biệt so với bản L cao cấp nhất, nó sẽ bao gồm là chưa có cửa sổ trời toàn cảnh đâu. À, anh chị có thể soi trên video này. À, cái phần nắp của nó sẽ là trắng nhá, chưa cửa sổ trời toàn cảnh. Cái thứ hai là bóng đèn gầm của xe nó cũng sẽ khác một chút so với phiên bản L cao cấp nhất. Tiếp theo là cốp cơ, chưa phải là cốp điện anh nhá. Đấy là những cái điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được. Còn bên trong nội thất thì một số các chi tiết, ví dụ như là màn hình của bản G này nó sẽ nhỏ hơn so với bản L một chút anh chị nhá. Không đáng kể đúng không ạ? Không đáng kể. Nhưng mà mức giá của bản G thì nó lại rẻ hơn rất là nhiều. Mà bản G thì lại vẫn có Honda Sensing anh chị nhá. Đấy là điểm đặc biệt này. Tiếp tục, em đang có một chiếc Hyundai Santa Fe. Em này là sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021. Đó, ở cái đời này 2021 này, nhưng mà em này thì cũng có radar chưa ta? Chưa có radar đúng không? Em này chưa có radar. 2021 thì chưa có đâu, bắt đầu từ 2022 mới có anh chị nhá. Đó, màu vàng cát, đó, rất là hợp với các bác mệnh thổ này. Đó, xe đã lăn bánh được 2 vạn km rồi, tức là 20.000 cây. Đó, máy xăng bản full cao cấp nhất. Mức giá hiện tại bên em đang để là 999 triệu đồng. Ở trong hãng hay còn gọi là phiên bản máy xăng cao cấp đó. À, chính là máy xăng bản full anh chị nhá. Hoặc là premium. Rất là nhiều các cái tên gọi đúng không ạ? Nhưng mà nôm na nó sẽ là lựa chọn máy xăng bản cao cấp nhất đúng không ạ? Tiếp tục, em đã có một chiếc tiểu Tucson Hyundai Creta. Sổ nhập anh chị nhá. 2020 này thì xe, 2022 này xe vẫn là sổ nhập. Bắt đầu từ 2023 thì đã chuyển sang lắp ráp tại thị trường Việt Nam rồi. Hyundai Creta, bản này là bản đặc biệt anh chị nhá. Và mức giá hiện tại bên em đang niêm yết chỉ có 628 triệu đồng thôi anh chị ạ. 628 triệu đồng. 1,2 vạn km tức là 12.000 cây đó. Bây giờ nếu mà anh chị bỏ tiền ra để mua một chiếc Creta mới 2023 thì anh chị sẽ phải bỏ ra đâu đó khoảng tầm hơn 700 triệu anh chị nhá. Hơn 700 triệu. Tiết kiệm được tầm 60 triệu là anh chị cũng sử dụng được số tiền đó vào rất rất nhiều việc rồi đúng không ạ? Về phía trong này thì em đang còn khoảng 2 chiếc Innova này, 1 chiếc bán tải Peugeot này, Peugeot Sport này cũng đã có hết anh chị nhá. Bắt đầu từ mẫu bán tải đi. Một lựa chọn mẫu bán tải đời cao. Anh chị có thể đoán được chiếc này đời bao nhiêu ạ? 2019 anh chị nhá, đời khá là cao đấy. 2019 Mazda BT50 phiên bản máy dầu một cầu số tự động. Em này thì đã lăn bánh được 68.000 cây rồi này. Và có mức giá hiện tại bên em đang niêm yết chỉ có dưới 500 triệu đồng thôi. Cụ thể là 476 triệu anh chị nhá. 476 triệu đồng. Đời rất là cao, 2019. Đi sâu vào bên trong hơn một chút nữa thì em đang có hai chiếc Innova. Chiếc này là 2017 phiên bản máy xăng 2.0 bản E số sàn anh chị nhá. Em này thì lăn bánh được 63.000 cây rồi. Cực kỳ là ít đúng không ạ? 2016 mà đi 63.000 cây. Thông thường thì bên em sẽ mua những chiếc Innova mà chủ yếu là chủ cũ sử dụng đi gia đình, hoặc có chăng cũng chỉ là kết hợp dịch vụ rất nhẹ thôi anh chị nhá. Để làm sao được cái chất xe nó rất là đẹp, nên là các bác khi mà mua Innova thì các bác cũng hoàn toàn có thể tự tin lên xem xe là có thể chốt ngay được đúng không ạ? Chứ còn những chiếc xe mà đời này nếu mà sử dụng kinh doanh dịch vụ hay là đi dịch vụ chuyên nghiệp ấy thì ít nhất nó phải tầm 15 cho đến 17 vạn là bình thường các bác nhá, là bình thường luôn. Như em này 63.000 cây 479 triệu đồng là mức giá bên em đang niêm yết dành cho em Innova 2017 phiên bản E số sàn anh chị nhá. Màu vàng đồng. Em này thì là màu bạc, bạc ánh kim chị nhá. Cũng 2017, cũng bản E, cũng số sàn. Em này thì lăn bánh nhỉnh hơn đôi chút này. 7,8 vạn km và mức giá thì bên em cũng đang chào dành cho hai xe này là bằng nhau 479 triệu đồng. Các bác cứ lên coi xe trực tiếp của bên em, những dòng Innova 2017 này, rồi coi thêm một số các bên khác để em khẳng định với các bác luôn là cái chất xe Innova của bên em đã được tuyển lựa rất là kỹ càng, các bác cũng rất là ưng ý luôn đúng không ạ? Không mất thời gian của các bác nên coi xe đó các bác ơi. Peugeot 5008, chiếc này chỉ sản xuất và đăng ký lần đầu là 2021 các bác nhá, bản all new đúng không ạ? Xe thì một chủ sử dụng từ mới, ô tô của xe đã lăn bánh được 27.000 cây rồi.
và mức giá hiện tại bên em đang để là 899 triệu đồng còn thương lượng anh chị nhá. Riêng chiếc này còn thương lượng. À, bởi vì là dòng này mẫu này em cũng để ở showroom em hơi lâu một chút rồi. À, nên là em sẽ có linh hoạt, có gia lộc thêm cho các bác nếu các bác thiện chí và qua bên em nha các bác nhá. À, tiếp tục là một mẫu Pajero Sport. À, em này thì là phiên bản máy dầu một cầu số sàn anh chị nhá. 2014 này. À, mức giá thì cực kỳ là hợp lý thôi, chỉ có 418 triệu thôi anh chị ạ. Đó, 418 triệu đồng. Ô tô của xe thì đi là 120.000 cây rồi, tức là 12 vạn km rồi anh chị nhá. Từ 2014 đến nay đâu đó khoảng tầm 6 năm, gần chục năm rồi, đúng không ạ? Gần chục năm, 12 vạn km. Đó, 418 triệu đồng. Với cái mức giá 418 triệu đồng này, nếu mà anh chị mua Fortuner phiên bản máy dầu một cầu số sàn thì chắc là chúng ta sẽ mua được đâu đó đời 22 quay đầu thôi, chứ không mua được đời cao như là Pajero Sport đâu các bác nhá. Đó. Rồi, và vừa rồi thì em chuẩn có giới thiệu toàn bộ showroom bên em rồi. À, rất là nhiều các mẫu xe hạng B này, hạng C này, hạng D này, MPV 5+2 này, Innova này, rất nhiều đúng không ạ? Và nếu các bác quan tâm tới các mẫu xe gầm cao nào bên em thì các bác hãy alo tới hotline của bên em 0964 399 22. Một lần nữa thì em chuẩn xin được cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành, tin tưởng và theo dõi. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong tất cả các mẫu video em quay chi tiết từng xe một, hoặc là em quay báo giá toàn bộ cửa hàng để anh chị có thể cập nhật được tất cả các mẫu xe đang có mặt tại trung thực Auto anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong tất cả các clip tiếp theo ạ.